Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn làm slime. Thì đây là hộp đựng nguyên liệu của mình, các bạn nhìn rõ không? Đây, mình sẽ để gần đây. Đó. Thì mình chuẩn bị là keo sữa. Đây là keo sữa. Đây là keo sữa. Sẽ để đây. Và đây mình là đây là hồ để mình làm cho cái slime của mình bầm hơn ý. Và đây là kem dưỡng tay của mình, thì mình cho nó mềm hơn. Và đây là dung dịch rửa miệng, tại vì không có cái dung dịch kia nên là mình sẽ dùng tạm cái này nhé. Bạn có thể mua ở dưới hiệu thuốc các loại nào cũng được. Và kim tuyến của mình mua một cái ống này là 2.000 nhé. Đây kim tuyến đây. Và đây là một số cái keo kim tuyến của mình lấy được, ý không biết là mình có dùng không nên thôi mình cứ giới thiệu. Và đây là đồ đựng và đồ khuấy, thì các bạn cần chuẩn bị một cái hộp đựng. Các bạn phải xin phép bố mẹ trước khi dùng cái hộp đựng nhá. Cái thì mình đã xin phép bố mẹ và cái thìa. Rồi. Và đây là cái hộp để mình vận đựng đồ. Và các bạn thấy keo đặc quá thì hãy cho thêm một tí nước nhá, một tí thôi. Thì mình đã chuẩn bị nước rồi. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào làm nhé. Đầu tiên thì mình sẽ mở hộp ra, cho keo vào nhé. Sẽ cho keo vào. Mình cũng không định làm hết đâu, tại vì làm dần dần ý. Thầy sẽ đổ keo vào. Ôi keo này lõa các bạn, chắc là không cần lấy đâu. Ok, vậy là được rồi. Thì mình sẽ đóng nắp lại nhé. Mình không làm hết đâu, thùng này không biết cả. Được rồi, và cho một ít hồ nhé. Về cái keo này thì mình mua với giá 15.000. Đó, keo này nhá. Và mình mua lọ hồ này với giá 9.000. Mình sẽ đổ một ít. Làm slime của mình là bóng hơn luôn. Ơ, nó chưa bóc cái ạ. Mình quên mất. Ok, đã bóc rồi. Ôi da, đang bẩn mất tiêu rồi. Thôi kệ, không sao, tí nữa mình sẽ lau. Đó, mình sẽ cho ít thôi. Đó, ok, cho thêm một tí nữa đi. Ok, không biết là có đủ không nữa. Mình sẽ đóng nắp lại nhé. Ok. Vậy là bây giờ mình sẽ quấy hỗn hợp của chúng ta lại. Một ít kem dưỡng da vào, nhưng mà các bạn để quấy thật là đều đã. Đây, sẽ xịt lại đèn cho các bạn không mà nó hơi sáng. Đây, ok, đợi mình một tí. Bây giờ mình sẽ cho kem dưỡng da vào nhé. Các bạn cho vừa thôi, tại vì cũng không cần nhiều đâu. Vừa nãy mình làm độ một ít keo da nên là bây giờ mình phải cho vào. Mình hậu lỗi quá, các bạn xin lỗi các bạn nhé. Đây là hỗn hợp của mình cũng chưa đặc lắm đâu. Thì đến lúc mà mình nói và bây giờ các bạn đánh tan cái kem. Các bạn đánh tan cái kem nhé, để cho nó không bị đấy. Đây keo của mình rất là loãng luôn ấy. Và bây giờ mình sẽ pha, mình cho thêm một tí nước nhá. Thì ôi như hơi nhiều mất rồi. Không biết là có làm thành công không nữa. Nếu như mà nhiều quá thì bạn sẽ cho thêm một ít keo nhá. Tại vì mình sợ là ấy. Thế là mình sẽ cho thêm một ít keo nhá. Ok, xong rồi. Và bây giờ mình sẽ cuối thôi. Và bây giờ mình sẽ pha dung dịch rửa miệng nhá. Tại vì mình pha một ít dung dịch rửa miệng với nước để làm cho nó mềm ra, nó không bị cứng quá ấy. Đây mình sẽ đổ một ít nước, một lượng vừa. Ok, vậy là được rồi. Và cho một ít dung dịch rửa miệng vào. Ok.
xem. Ok, bây giờ mình sẽ cần một cái gì đó. Đây mình sẽ có cái này, mình sẽ dùng cái này của nó. Ok, được rồi. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu đổ vào nhé. Đổ làm xong thì mình sẽ cho ấy vào sau. Các bạn phải quấy thật đều tay nhé, vì lâu lắm rồi mình mới làm lại, không biết có thành công không. À, bây giờ mình mới nhớ ra là bạn sẽ cho thêm một ít, nhưng mà các bạn quấy xong đã sẽ cho thêm một ít, tại vì mình rất thích màu hồng nên mình sẽ cho một ít màu hồng vào nhé. Ok, xong rồi, một ít thôi, tại vì mình chỉ muốn làm cho nó có màu nhẹ nhẹ thôi. Và mình sẽ đánh tan nó ra, nhưng mà có màu nữa thôi. Dung dịch của mình đã kiếm dưỡng da của mình thơm ý, nên là nó cũng có mùi thơm sẵn rồi. Kim tuyến thì nữa mình sẽ bỏ sau nhá. Đây là hỗn hợp của mình, bỏ thế này này, nó vẫn chưa đặc đâu các bạn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ cho thêm nhá. Lúc nào mà các bạn có thể thấy nó hơi đặc đặc ý, khi nào mình thấy được thì mình sẽ lấy ra nhồi tay. Thì đó mình sẽ dọn bớt cái này lại. Để keo mình dùng xong rồi mình sẽ cho vào cái hộp ấy, cho nó không bị bẩn đấy. Thì đó mình sẽ cho thêm. Ok, nhưng mà ở góc bên này là được rồi này. Mình sẽ cho vào góc bên này nhé. Các bạn cho từ từ thôi, nếu không là sẽ bị là activator, tức là bị nhiều dung dịch ra miệng quá sẽ làm slime của bạn cứng, không được mềm và dẻo như các cái slime khác. Hay không mình thấy nó cũng được rồi đó. Nhưng mà bây giờ mình sẽ quấy thêm một lúc nữa nhá. Đây này, nó kiểu bở gì cũng không biết là có thành công không nữa. Nhưng mà thôi mình làm hay đến đâu thì được đến đó. Ok, mình sẽ cho thêm vào luôn tại vì hết rồi. Cái này nó làm cái dung dịch này nó không được tốt như mấy dung dịch kia đâu. Các bạn ạ, đây này, slime của mình được cầm được cái này. Nhưng mà mình sẽ đợi nó gần tách ra khỏi khuôn đã nhá. Bây giờ mình sẽ pha thêm dung dịch. Ô, mình hơi nhiều nước quá bạn. Thì sẽ đổ bớt rồi. Ok, cho thêm một thìa nữa. Tại vì mình hỡi đậu mà. Cho vô. Ok, vậy là được rồi. Mình sẽ để dành để sau làm tiếp. Ok, nó gần tắt khỏi khuôn rồi nên là mình chỉ cho một ít thôi nhá. Các bạn cho thêm một ít thôi, không là nó cho vào cái phần mà nó chưa dính ấy. Trời luôn, tại vì mãi nó vẫn không đông các bạn ạ. Thôi, hình như nó đông rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy ra nhào nhé. Cho thêm một ít ra tay để cho nó không còn dính nhá. Dùng thìa xoa ra tay bên này để. Ok, bây giờ mình sẽ cho tay vào nồi. Đó, nó đã gần tách ra khỏi khuôn rồi các bạn ạ. Để mình nhồi lúc này luôn cho nó mềm. Gần đều rồi các bạn ạ. Đây này. Nhưng mà mình sẽ nhờ thêm một tí nữa nhé. Các bạn mà thấy cái của các bạn ấy nó bị hơi đông quá ấy, thì bạn có thể cho thêm một ít kem đánh răng.
không có kem đánh răng ở đây nên mình sẽ cho một ít nước. Tiếng nó không được to lắm. Các bạn đợi mình một tí, mình đi làm ít đánh răng nhá. Kem đánh răng đây rồi. Đây mình sẽ cho thêm một ít kem đánh răng vào. Hình như là ok, nó khá là dẻo luôn đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ nhồi thêm một lúc nữa. Từ từ đã, mình sẽ cho gì. Nó kiểu là nó chỉ là hơi dính tay một tí thôi, đợi mình nhấp hết cái đã. Hình như là nó khá là thích ấy, thì mình sẽ thử chọc nhé. Nó hơi bị dính tay ấy các bạn ạ, nên là mình sẽ cho thêm một tí thôi, một giọt thôi. Ok, một giọt thôi, không còn lại bị cứng như vừa nãy đó. Nhớ cho chút kim tuyến vào. Là rực rỡ rồi. Nhớ thì nhớ cho chút kim tuyến vào nhá. Rồi mình cho màu bằng kem đánh răng à? Không. Tí nữa chị rời ấy cho. Nghĩ ra để chị quay nhá, tí nữa chị nói cho. Đây, đây là cục slime của mình. Cục slime đẹp nhỉ. Chị bóng. Các bạn nghe thấy tiếng không các bạn? Chắc là tại vì mình lâu không làm nên là mình cũng không nhiều cách làm nữa. Mình rất ít khi làm slime bằng keo sữa luôn ấy. Mình chủ yếu là làm bằng hồ. Và keo sữa. Bây giờ mình sẽ lấy hết các cái ấy ở trong hộp ra. Chúng quay thành công không? Ok, đây là cục slime của mình. Tí nữa mình sẽ cho màu. Nó vẫn hơi dính tay các bạn. Các bạn nhớ là sau khi làm xong sau khi làm xong thì các bạn phải nhớ rửa tay. Nếu các bạn ăn gì thì các bạn nhớ rửa tay nhé. Không thì sẽ bị nấm mùi vào đấy đấy các bạn ạ. Không thì rất là độc. Sẽ bị nấm mùi. Không phải lẫn mùi mà độc. Ừ. Độc thì nó sẽ đau bụng. Xong rồi còn... Đây là cục slime của mình. Nó vẫn còn hơi dính dính các bạn ạ. Ừ. Tại vì mình phải cho một ít nước vào. Nó vẫn còn hơi bột bột một chút. Đúng không? Ừ. Các bạn có thể sao không? Tại vì vừa nãy hình như là mình cho hơi nhiều. Mình sẽ thử cho kem dưỡng da vào xem.
cũng không biết là có được không nữa. Ok, giờ mình trộn lại các bạn ạ. Hy vọng là sẽ thành công nhá. Tại vì đây là video đầu tiên mà nên là cũng không biết nữa. Thì gì nữa mình sẽ cho chút kim tuyến vàng các bạn ạ. Để nó đẹp rực rỡ này. Đây là kim. Bọn mình đặt tên cho cái này. Nó khá là bở luôn ý. Thì nó chảy xuống rất là rộng. Các bạn ơi, tí nữa nhào xong thì mình sẽ cho kim tuyến vàng. Thử cho xem một tí này. Một tí thôi các bạn nhé, không nhiều quá mà. Nó ấy đó, một tí thôi. Không thì nó sẽ ăn tay. Không phải ăn tay mà không thì nó sẽ chảy ra cả tay các bạn. Ở ngoài các bạn luôn ấy. Nó gì mà to thế nhỉ. Xin lỗi các bạn, tại vì mình đang ở nhà nên là ở ngoài hành lang ấy một tiếng người hơi nhiều. Mình sẽ lăn hết những cái bẩn ra. Đó. Nó hơi dính tay nhưng mà không sao cả. Tí nữa mình rửa tay là được rồi. Mình sẽ cho thêm một tí, chọc cái lỗ ở đây và cho xuống. Quấy đều. Quấy đều đây. Nó khá là dính. Cục slime của mình cũng gần thành công rồi. Các bạn nhớ like cho mình. Các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh cho mình nhé. Mình sẽ cố gắng ra thêm rất nhiều clip cho các bạn xem. Chị bảo đặt tên là gì? Đây nhá. Bây giờ phải đặt tên chương trình. Mít mít bấm vui đùa được không? Đặt tên là mít. Đó. Đây. Tên là mít bấm vui đùa nhá. Nó dính quá các bạn ơi. Khá là dính, không biết là có chữa được không nữa. Bạn nào biết cách thì hãy ở nhá. Hãy bấm ngay ở phía dưới để bọn mình biết hơn nhá. Úi da, nữa đổ. Đó, cục slime của mình đặt. Bây giờ mình sẽ cho chút kim tuyến vào. Đây, làm tên 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 tên. Mình nếu mình đi rắc ở đâu ấy. Nếu mình đi tắm nên nào mình không có mắc ở đây. Đó. Ôi, vẫn dính các bạn ơi. Nhưng mà đừng có cho nhiều kim tuyến quá nhà. Đừng có cho nhiều kinh nghiệm. Hôm sau mình làm ấy, tại vì mình chưa làm hết đồ ấy. Hôm sau mình làm thì mình sẽ rút kinh nghiệm. Chị dùng keo chưa? Thì mình sẽ cho thêm một tí thôi. Chị muốn dùng keo rồi à? Ừ, dùng một ít thôi. Đó, đã ra khoảng một bàn rồi. Ô, trời đất ơi. Dùng một ít nữa đi. Dùng ít nữa đi. Nhìn thấy tiếng không? Đây là. Đây mình sẽ quay cận cận cho ơi, các bạn nhé. Dùng một ít nữa đi. Đợi mình tới mình lấy hết mấy cái bẩn ra khỏi tay đã. Uống ơi, dùng một ít nữa đi. Để hôm sau dùng. Uống ơi, dùng một ít nữa nhé. Không, để hôm sau dùng. Bye, mình sẽ cho chút kim. Để mình lấy hết mấy cái keo ra đã. Để mình cho chút kim tiếng vào đó. Thôi 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 thôi, tí nữa. Tốt em tưởng nè, chú cho luôn chứ. Tại sao mình cứ nghĩ làm trường nam nên mình phải đứng đây. Mà không biết là có ấy được không đó. Xong rồi tí nữa mình sẽ phun tí cái này vào. Ok, bây giờ mình sẽ quay ra các bạn. Tận cảnh trường nam. Ô, nó không quay được các bạn. Xin lỗi các bạn. Mình sẽ cầm lên cho các bạn xem nhé. Đây, mình sẽ cầm lên thôi.
cầm lên được thôi các bạn ạ. Đây. Đó, các bạn thấy không? Cục sơn tay vì sáng quá nên là nó màu hồng. Đây, mình sẽ để bàn học chế độ ấy nhá. Đó, thế này các bạn thấy được chưa? Nó vẫn còn thế hơi hồng để... hồng. Thế bàn học của mình là màu hồng mà. Cậu ơi, bằng mình sẽ cho những nguyên liệu này vào. Thêm một... Các bạn có nghe được tiếng không? Đem chọc thử đi. Bây giờ mình sẽ cho vào hộp để cho các bạn tự nhìn nhá. Dính đấy. Dính dính. Bây giờ mình sẽ cho vào hộp. Và cho thêm một cái dung dịch. Dung dịch chắc rồi. Bây giờ mình sẽ lấy hết cái salam dưới một cái thìa này đã. Không được. Ôi, nó vẫn dính. Bọn mình cần phải quấy đều. Đấy, không cần quấy. Chỉ dùng tay được rồi. Thì nữa mình sẽ dùng cái này để cho nó nở ra. Thì nữa mình sẽ nào. Chị bỏ rồi. Cho em bỏ nó đi. Chị bấm cho em bỏ được không? Thì nữa mình sẽ dùng cái này. Đã hết dính tay rồi nhưng mà nó vẫn bở. Mình cũng không biết tại sao nữa. Có gì thì mình sẽ lên tìm hiểu. Thì nó gì đây trời. Lăn quả biết được không nữa. Nước của bà mình rất là nhiều luôn ấy. Mình sẽ cắt lỡ dung dịch đi không à. Nước có đủ cho bà rồi mình trộn nước à. Cho vào slang không biết thế nào nữa. Nó sẽ bở nhất. Ôi chết rồi các bạn, hình như là dung dịch các bạn chết chai rồi. Ok đi. Lấy hết trong đó mình sẽ cho thêm một ít đấy. Một ít tiền mình xong. Thêm nhiều đây. Đó, và sau đó thì lăn lại thôi. Đi nữa mình sẽ cho thêm một ít cái này vào. Cái này, cả hai cái này luôn. Thôi một màu thôi, chọn màu xanh này. Xanh nhạt. Kinh nha. Ok. Ok. Ok, là... bắt đầu cho vào nào. Chưa được. Tại vì mình sẽ cho vào bàn lăn qua, lăn lại. Lan qua, lan lại, lan qua, lan lại. Thì nó mình sẽ dùng cái con này bóp. Video của mình cũng sắp hết rồi. 2-3 phút rồi các bạn ơi. Là gần nửa tiếng cái video này luôn đấy. Tại vì mình tắm lâu mà. Xin lỗi các bạn. Nhà mình có rất đông người nhưng một số người đã về quê nội của mình mất tiêu rồi. Các người đấy ở đó mà. Xin lỗi các bạn nha. Tại vì mình không quay được cái cảnh ở trong nhà của mình đâu. Đến thế nào đó. Đó. Xin lỗi các bạn. Sorry các bạn vì mình làm salam không được chuẩn như các salamer chuyên nghiệp. Đó, nó vẫn là dính luôn ấy. Người ta làm, người ta có nhiều kinh nghiệm hơn mình. Nên là các bạn cứ thông cảm. Đây, đây chỉ là cục salad mình. Mình đã ăn cơm rồi, mình mới làm chứ. Đó. Chắc là mình sẽ cố làm nhanh để, tại vì cũng gần đến giờ đi ngủ rồi. Nên là mình sẽ làm nhanh. Rồi, mình sẽ các bạn có tập 2. Các bạn có câu hỏi gì thắc mắc thì các bạn cứ comment ở phần bình luận thì mình sẽ cố gắng đọc hết nhé. Các bạn nào thắc mắc tại sao mình làm được thì các bạn cứ đọc ở chỗ bình luận nhé. Đó, ai được. Các bạn ơi, cái này hơi dính. Thế là tí nữa mình phải lau lại bàn mới được. Ok, bây giờ mình muốn cái này thì mình sẽ cho vào. Vừa nãy cho màu hồng, bây giờ mình sẽ cho màu xanh. Đi. Thêm mình cho, cho một ít thôi nhá. Thêm cho đi. Nhìn cảnh mình. Hết chơi. Ui, cho xem một tí nữa đi. Ok, được chưa? Cho thêm một tí nữa, đây là chị bóp ra. Ok, vậy được rồi. Nhiều quá nhỉ. Không sao cả, chị sẽ trộn lên. Xong rồi cho ít kim tuyến vào nữa. Để đặt lại. Ok. Cho ít kim tuyến vào đi. Tí nữa đã, chị trộn xong cái này đã. Trời ơi, keo da bà mất tiêu rồi. Tí nữa mình phải nâu lại bà mới được.
có mua thì mình sẽ lấy giấy lau lại bàn nhé. Đây, bàn của mình cũng hơi bẩn. Tại vì bàn mình dùng được rất là lâu rồi, từ mình 5 tuổi. Không nhiều lắm nữa. Nhìn tìm đã không? Bây giờ mình mà cho dung dịch rửa miệng vào ấy, nó sẽ bị bở. Nó cho một giọt, một hai giọt thôi. Chứ mình không dám cho nhiều. Cho nhiều, cho nó sẽ bở. Đúng rồi, ok. Đúng rồi. Vậy là coi như xong chỗ. Oh no, em làm đổ mất rồi. Em mình làm đổ kim tuyến ra bàn rồi. Nên là bây giờ mình sẽ cắt đủ nguyên liệu để mình đi dậm mấy cái kim tuyến đấy ra. Dậm mấy cái kim tuyến đấy. Như có đây, mình vẫn đang dính. Như có một số cái rơi xuống đây. Ừ, không sao đâu, tí nữa chị quét. Đây em nhặt cho. Kim tuyến sao mà đổ lắm dữ vậy? Cắt kim tuyến đi không đổ tiếp này. Đây nha, có những cái ngôi sao đây này. Đấy không? Đó, một ít thôi. Mình cũng không biết là có cần cho nhiều nữa. Thì sau video này các bạn muốn mình làm về video về gì thì hãy comment ở dưới phần bình luận nhé. Tại vì mình cũng đang không biết là cho thêm làm gì nữa. Cho thêm kim tuyến đi. Ui da, hơi nhiều quá, không sao. Đó, để cho. Đây nhá, bây giờ mình sẽ quay này. Mình có những hạt sao ở đây này. Đó. Nhưng mình sẽ không cho vào đấy. Anh răng nhớ. Rồi. Nhưng mà cái này cũng rất là bổ. Ok, vậy là video của mình đã kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hãy ủng hộ kênh YouTube của mình nhé. Bye bye.